Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay tôi đã quay trở lại với một chiếc đồng hồ. Đảm bảo với anh em, khi tôi mở ra, nó là một chiếc đồng hồ vừa lạ mà lại vừa quen. Và đó là chiếc đồng hồ gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video này anh em nhé. Hôm vừa rồi ấy, thì tôi có ngồi chia sẻ trao đổi về đồng hồ với mấy anh em trong một cái hội chơi đồng hồ. Thì trong đó có mấy anh em cũng đeo đồng hồ Rolex. Thì có một anh mới hỏi anh ở đối diện, nó là: "Ồ anh ơi, cái chiếc đồng hồ của anh đang có cái vành bezel kim cương ấy, thì anh mua cái chiếc đồng hồ này có đắt không?" Đó, và chiếc đồng hồ, cái vành đấy là vành độ hay là vành zin? Hay là vành zin ấy. Thì anh ấy cũng mới nói là: "À, cái vành này là anh làm chế tác ở Việt Nam và độ nó lên để cho nó tiết kiệm." Vậy thì anh kia mới hỏi lại là: "Thế Rolex không làm vành kim cho cái phiên bản này à?" Thế ạ. Thực sự mọi người lại đổ dồn cái câu hỏi đấy cho tôi. Thì tôi mới trả lời là: "Thực sự mà nói là Rolex gần như là tất cả những model nào Datejust hay Daydate đều có trang bị, đều có phiên bản vành kim nguyên bản. Tuy nhiên là giá của chiếc đồng hồ đó thì rất là cao hơn rất nhiều so với một chiếc vành mà được làm ở Việt Nam. Đó, gấp 5-6 lần luôn anh em ạ. Và rất là may mắn, ngày hôm nay tôi đang sở hữu trên tay một chiếc đồng hồ Rolex Daydate với vành kim cương nguyên bản đến từ hãng. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt anh em nhé. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc đồng hồ Rolex Daydate 128345. Dạo quanh một vòng ở YouTube thì với cái phiên bản ấy, không có vành kim, rất nhiều kết quả là phiên bản 128235, 36 thì phiên bản đó thì được review rất là nhiều. Và tôi đã review rất nhiều, nhưng với cái phiên bản vành kim cương original ấy, vành kim cương zin ấy, thì vô cùng hiếm luôn. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì các bạn biết vì sao? Vì giá hãng của chiếc đồng hồ này rất là đắt, rất là mắc. Với chiếc đồng hồ này với giá hãng nó khoảng 53.000 USD, đắt hơn khoảng 15.000 so với một phiên bản không có kim cương ở vành bezel, thì chúng ta mới thấy được là cái chênh lệch nó lớn như thế nào. Một cái vành bezel, nếu như chúng ta tính là chúng ta nâng cấp cái vành khía lên vành kim cương, là chúng ta bỏ ra 15.000 USD. Còn với việc chúng ta, nếu như chúng ta chọn là trang bị ở Việt Nam, chúng ta làm cái vành bezel ở Việt Nam thì nó khoảng 2.000 đô, loại đẹp nhất ấy, đỉnh nhất đẹp nhất của Việt Nam ấy, thì nó khoảng 2.000 thôi, tức là mức giá gấp 7 lần. Đấy, thì cá nhân tôi khi anh em hỏi là: "Ờ, thế vành hãng với vành chúng ta làm ở Việt Nam khác nhau không?" Nếu mà thoạt nhìn qua ấy, thì với những người không chuyên thì sẽ khó phát hiện được. Vì thực sự là nó cũng là vành bằng vàng hồng, được nạm kim cương lên. Nhưng nếu như chúng ta soi bằng kính lúp thì chúng ta mới thấy được sự khác biệt rất là lớn. Ngoài cái lý do là thương hiệu nhá. Đấy, khi mà chúng ta ngồi và chúng ta nói là đây chiếc đồng hồ này vành kim cương zin, nghe oai, nó hao oai chứ nó không phải là độ gì cả, thì cái đấy là một phần. Nhưng cái chất lượng của nó tất nhiên nó có khác, không thể nói được là vành độ cũng như là nó giống như vành zin được. Một lát nữa thì đấy, chúng ta hãy cùng soi kỹ vào cái vành bezel của chiếc vành kim cương original này. Và chúng ta chuyển sang vành, cái loại vành option, thì chúng ta sẽ thấy được là chất lượng có sự khác nhau. Rất là may mắn ngày hôm nay thì tôi có đang trên tay chiếc Rolex Daydate 128345. Một chiếc đồng hồ có thể thoạt nhìn anh em sẽ thấy được là đây là phiên bản Daydate mới 2018 ra mắt. Nó không có quá nhiều, 2018, 2019 được ra mắt, 2019 được ra mắt với mặt số ombre nâu. Đấy, một mặt số mới được ra mắt, rất là cuốn hút, rất là đẹp. Thì những phiên bản này tôi đã review rất là nhiều trước đây rồi. Nhưng tại video này thì tôi muốn nói đến một điều là nói đến vấn đề về vành original và vành option. Đó, tại sao rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn 15.000 USD để họ được trang bị cái vành original này. Cái phiên bản 345 này nó chưa phải là phiên bản đỉnh nhất của cái phiên bản Daydate này, mà chúng ta còn có một phiên bản nữa, đó chính là phiên bản ở phía trong mặt full kim với các cái cọc số, nó là cọc số dạng baguette được đính đá sapphire rainbow. Phiên bản đấy mới gọi là chùm cuối.
kết hợp với cả cái dây đeo nặng kim cương nữa. Nhưng mà phiên bản đấy thực sự nói đúng ra cảm nhận tôi, của riêng tôi ấy, thì nó hơi bị ngôi sao, hơi bị nghệ sĩ quá. Với những người thực sự là làm kinh doanh hay là thích Rolex thì với những phiên bản đấy thì nó sâu bọc nhiều quá. Mức giá cho phiên bản đấy nó rơi vào tầm khoảng 2 tỷ. Nhưng phiên bản này thì nó hợp lý hơn rất là nhiều, hơn tỷ thôi, tầm khoảng tỷ bốn gì đấy. Đó. Thì cái gì nó có cái giá của nó, một câu nói mà tôi thường xuyên tôi nói. Thôi, sau đây thì tôi sẽ tháo chiếc đồng hồ này ra, chúng ta hãy cùng thử cái cảm nhận khi chiếc đồng hồ này. Ôi, phải nói một điều mà nhìn ở dưới ánh sáng ấy, chúng ta mới thấy được là kim cương ở vành bezel của Rolex ấy, zin ấy, nó rất là lấp lánh, rất là lấp lánh. Và có một điểm nữa để tôi bật mí với anh em nhé, để anh em phân biệt được cái vành này và vành độ. Thường là vành độ ở Việt Nam chúng ta làm cái hạt kim cương ấy nó lớn hơn so với cả vành zin. Vành zin đâu là 1.8, còn original vành zin của chúng ta, vành zin của chúng ta thường ở Việt Nam là làm 1.8 ly một viên, còn vành độ là 2 ly, nên nhìn nó to hơn một chút đó, nên nó to hơn một chút. Tuy nhiên là với cái vành original này thì chúng ta khi chúng ta nhìn soi kỹ vào này đó thì chúng ta sẽ thấy được là từng cái chân chấu hạt đều làm rất vuông, rất là đều thăm tắp và gần như chúng ta không thấy kẽ hở đó. Cái đỉnh, ngoài cái vấn đề là về giá ra thì đúng thật là cái chất lượng của vành Rolex zin nó khác tương đối là nhiều so với vành cao cấp nhất ở Việt Nam làm đó, từ chất lượng hạt này đến cách mà người ta vào chấu này, tức là các chân hạt nữa này, vân vân. Thì tôi đánh giá tổng thể, nếu như cái vành Rolex zin được đánh giá là 10 điểm thì vành option ở Việt Nam chúng ta hiện tại chúng ta chỉ mới chạm được đến 7 điểm mà thôi đó. Với một phiên bản như tôi đang đánh giá ở trên tay đây, phiên bản 128345, thì các bạn cứ thử search 128345 ở trên YouTube mà xem, rất là ít thông tin. Bởi vì sao? Bởi vì Rolex bán ít cái chiếc này và ít người nào đánh giá cái chiếc đồng hồ này, bởi vì nó không có quá nhiều điểm khác biệt so với cái phiên bản 128235 đó, mà chỉ có mỗi tôi đánh giá thôi đấy. Thì đánh giá chủ yếu là về cái vành, còn lại những cái vấn đề khác, ví dụ như mặt số ombre nói rất nhiều rồi, rất là đẹp, rất là cuốn hút, có chiều sâu. Nhưng tôi muốn bổ sung một điều nữa ở trong cái video này, đó chính là với mặt số ombre nâu, với cái cọc số 69 là kim cương này, thì nó rất phù hợp với cái vành bezel kim cương. Cá nhân của tôi là tôi thích hơn vành khía. Bình thường ấy mọi người sẽ là thích vành khía, nhưng với cái mặt số nâu thì tôi thích vành kim cương hơn. Bởi vì một phần nữa, đã là cọc số kim cương rồi ấy, đã là cọc số kim cương rồi, nên khi trang bị một cái vành kim cương nó sẽ nhìn nó rất là hợp. Còn với tôi thì tôi thích cọc số không phải kim cương đi với vành khía, nó đúng chuẩn bài luôn, nó phải nói là chuẩn bài luôn, không có gì để chê nữa đó. Và cái chiếc đồng hồ này đây, tôi sẽ lên tay thử để anh em thấy được. Rất là tuyệt vời đúng không? Nếu như chúng ta sử dụng vành khía thì nó đã lấp lánh rồi, nó đã chói rồi, thì với cái phiên bản vành kim cương của Rolex nó còn chói hơn rất nhiều. Đó, nó chói hơn rất nhiều. Phiên bản này thì vẫn được sử dụng cái cỗ máy máy mới, vẫn là máy mới, nhưng mà tôi review nhiều quá rồi nên là nó mất cảm xúc. Máy mới thì máy 3255 đây đấy, cót 70 giờ, một loạt cải tiến vân vân. Nhưng mà cá nhân tôi thấy cái máy 32 này không bền như máy 31 đấy, chia sẻ thật luôn với anh em là như vậy, nó không bền như máy 31 đấy. Những cái điểm khác, chả có điểm gì khác cả so với một phiên bản tiền nhiệm, với một phiên bản phổ thông, là chúng ta thêm một cái vành và mức giá lên 15.000 USD. Có một cái vấn đề rất là vui nữa, đó là thỉnh thoảng mọi người hay những người đi mua đồng hồ hay nói với tôi là cái chiếc đồng hồ này vàng ở kim cương tính ra được bao tiền, tính sắp vụn ra. Ở đây tôi sẽ nhẩm cho các bạn luôn, chiếc đồng hồ này nhá, nếu mà chúng ta tính giá, nói là giá sắp vụn ấy, vàng và kim cương khoảng hơn 10.000 đô. Nói thật, thêm cái máy nữa, máy cho 3.000 đô là 13.000 đô đi, khoảng 13-15.000,
Nhưng tại sao Rolex lại bán được cái chiếc đồng hồ này với giá hơn 50.000? Các bạn biết vì sao? Đây là một quá trình trải dài lịch sử. Nếu như mà tôi đưa cho các bạn vàng, các bạn tôi đưa các bạn vàng, đưa các bạn kim cương, các bạn làm ra cái chiếc đồng hồ này không? Và các bạn có dám dập cái tên Rolex không? Đây là một quá trình trải dài phát triển thương hiệu và đắt giá ở đây nữa. Ngoài vấn đề chế tác là sản phẩm nhá, thì nó còn là branding, nó còn là thương hiệu. Vậy nên đừng, chúng ta không nên nói vấn đề nhiều. Cái đồng hồ này tính vàng kim cương đáng bao nhiêu, chúng ta đã bỏ qua một vấn đề, đấy chính là giá trị của thương hiệu. À thôi, chúng ta hôm nay cái không khí Hà Nội thì rất là tuyệt vời, man mát, nên là có hơi chia sẻ nhiều một chút. Đó, tôi vẫn nhớ chúng ta còn một cái video để chúng tôi trao thưởng một cái hộp Travel Box. Thì hẹn các bạn là khi tôi quay cái video ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ tiến hành cái video trao thưởng, vì ở đây không tiện. Được chưa ạ? Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn có đánh giá như thế nào về chiếc đồng hồ Rolex Day-Date với vành kim cương nguyên bản như thế này? Và với mức giá hơn 1,1 tỷ thì các bạn sẽ lựa chọn Rolex nào? Comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.